đấy, không tường minh nhá. Như vậy tùy vào cái đề mà các bạn phải sửa code, chứ không phải bạn copy code. Ví dụ như nếu như bạn, ví dụ tôi nhớ là tôi nhớ là cái phần mà tôi hướng dẫn các bạn về phần set ấy. À, tôi nhớ là tôi hướng dẫn các bạn về cái phần đây này, để tôi mở nó, để tôi mở tôi nói cho nó dễ, để cho các bạn hình dung nó dễ này. Các bạn nhìn màn hình xe chưa? Rồi nhá. Để tôi lấy ví dụ như này. Đây. Các bạn nhìn thấy cái phần là get new student chưa? Rồi ạ. Nhá, nhá các bạn nhìn này. Thì tôi lấy ví dụ trong trường hợp là bạn nào, ví dụ như đề đề ở đây là trong trường hợp này là tôi dùng cái gì đây? Tôi dùng là khởi tạo không tường minh. Đấy, có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là ở cái lớp gì đây? Ở cái lớp student của tôi này này là có sets. Được chưa? Có các cái set này. Đấy. Được chưa? Có cái set này nhá. Và có cái gì đây? Không tường minh ở đây. Không tường minh ở dưới này. Được chưa? Thế nhưng mà đề thi có thể là người ta sẽ yêu cầu là người ta sẽ khống chế để xem các bạn có hiểu bản chất không ấy. Đấy. Thì tôi lấy ví dụ là người ta sẽ bảo như này. Đấy, người ta bảo người ta sẽ không cho các bạn là tạo set. Người ta không tạo set. Người ta phải chỉ tạo get không thôi. Đấy. Vậy thì bạn nào mà đây tạo set thì có nghĩa là bạn không đúng yêu cầu. Được chưa? Vậy thì nếu như bạn mà tạo set ở đây. Đấy thì ở phần này bạn mới dùng được set. Đúng không ạ? Đây bạn mới tạo dùng set. Đấy. Còn nếu bạn mà không tạo set bên đây thì đấy bạn buộc phải tạo bằng gì đấy? Bạn phải sử dụng gì? Tường minh. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Tạo nhưng mà không dùng thì sao? Ừ? Tạo nhưng mà không dùng thì có lỗi gì không? Sao? Tạo nhưng không dùng nghĩa là dòng tùng thừa, và đương nhiên là gì, lúc đấy giáo viên sẽ gì đây, đương nhiên bài của bạn vẫn chạy được, giáo viên sẽ chấm là gì đây, là coi như là không đúng được theo kiến trúc, được chưa? Và sẽ gì đây, ví dụ là muốn được điểm A cộng chắc chắn là không bao giờ được, đúng không? Đấy thì nghĩa là để người ta hiểu, để người ta muốn đánh giá sinh viên, các bạn hiểu cái dùng cái set ghét này đến đâu, được chưa? Đấy. Nếu còn có đề người ta không cho ghét nữa cơ, thì người ta, nếu người ta không cho ghét thì phải dùng như nào thế, thì các bạn phải đọc kỹ đề, được chưa? Đấy, để vì lúc lúc hôm ở ở đây là gì thì những cái bài trước cho các bạn là gì, tôi dùng ghét set hết để các bạn sẽ không có bị vướng cái gì, bạn cứ làm kiểu gì cũng được đấy, nhưng mà đến lúc đi thi vì đề mở nên sẽ có gì đấy, có những sự khống chế như vậy đấy để phân biệt sinh viên đấy, chứ nếu không là gì đấy, các bạn dùng code hết, thì các bạn cứ copy hết cái đoạn code vào là các bạn chạy thôi, chứ chả có gì cả, các bạn sửa tên đi là các bạn xong. Nên tôi nói như vậy để các bạn chủ động cái việc là các bạn phải, chứ không phải là được dùng đề, được dùng gì đấy, được dùng tài liệu rồi là yên tâm là cứ vào đấy copy code là chạy đâu. Nhưng mà copy code chạy nhưng mà không đúng yêu cầu đề này, có nghĩa là không bao giờ không một được điểm tối đa. Được chưa? Chỉ họ giáo viên chỉ chấm cho các bạn cái phần gì đấy theo đúng yêu cầu đề thôi. Những cái gì tuân thủ theo đề thì các bạn được. Được chưa? Đấy. Ví dụ như là đến ở đây người ta không cho các bạn tạo set mà bạn dùng cái đoạn code này, có nghĩa là gì, cái đoạn này là qua đi chép code mà các bạn không hiểu, mà đó buộc các bạn phải đi đánh đóng cái này hết nữa, các bạn phải thay cái này bằng gì, thay cái này bằng tường minh đấy, có nghĩa là bây giờ bạn phải gì đấy, bế cái này vào đây này, được chưa đấy, chứ bạn không thể dùng gì đấy cái đoạn code này được. Thì tôi chữa cho các bạn đoạn code này, nhưng mà nếu như bạn mà chép code đúng như này có nghĩa là bạn gì đấy, là bạn là không ổn rồi, các bạn phải biết thay đi. Đến bây giờ là cái lúc thi thi kết thúc cuối kỳ rồi là gì đấy, cái kiến thức của nó tổng hợp rồi, thì phải xem cái tường minh xem nó có đúng như vậy không thôi. Đây cái tường minh đâu, đấy tường minh đây, ID name gender. Thiếu mất cái gender. Boolean là sự string. Là đây tôi để kiểu boolean. Đấy, thì đương nhiên tôi phải sửa đoạn code ở đây một chút nữa. Bây giờ để chuyển nó thành gì đấy, boolean. Đấy là do cái kiểu dữ liệu nữa. Được chưa?
Đấy. Thì đấy là tùy do bài, được chưa ạ? Thì đấy các bạn chú ý tôi như vậy. Đấy. Đấy các bạn không phải là xét đúng cái đoạn này vào là bạn gì đấy là bạn là coi như là không là chưa hiểu. Được chưa? Thì đây là chú ý tôi như vậy. Đấy. Về cái kiểu dữ liệu này các bạn chú ý này. Vì giống như hôm trước là tôi nhớ là đề thi là có một số bạn là không làm cái đấy. Tức là người ta yêu cầu là dùng get thì các bạn lại người ta bạn yêu cầu bạn dùng từng min thì các bạn lại dùng set hết. Để nó đa dạng hóa cái việc là đa dạng hóa cái việc các bạn gì đấy các bạn làm. Nếu còn tôi nghĩ rằng gì các bạn cứ ôn kỹ đọc kỹ đề tôi nghĩ là chẳng có vấn đề gì nếu các bạn không làm được đấy, nó chỉ xoay quanh mấy vấn đề thôi, từng min không từng min thì nó cũng chẳng quan trọng gì, được chưa? Dùng cách nào mà chả được, được chưa? Chứ đừng đi chép code nguyên như này, nhưng các bạn phải hiểu bản chất chứ không phải là cứ cái code đấy là các bạn thả code và bạn chẳng hiểu gì thì đương nhiên đến lúc đi thi mà người ta lái một chút là mình sẽ thấy bối rối ngay, được chưa? Thế thì mình phải làm đến lúc ôn thi rồi thì mình phải làm đa dạng với nhiều cái phương pháp khác nhau, được chưa? Đấy còn những cái chuẩn chung này thì nó chẳng có gì cả, lúc nào nó cũng chỉ có bằng này công thức thôi, được chưa? Nó cứ get con lấy select vân vân thôi, nó không có gì thay đổi, nhưng người ta sẽ thay đổi những cái yêu cầu đi một chút, được chưa? Được chưa? Về cái phần cái set các bạn còn chỗ nào không hiểu không? Tôi nghĩ là chắc là ok rồi đúng không? Đấy còn phần update thì tôi nghĩ là nó chỉ có mấy cái chuyển động thôi, chuyển động trái, chuyển động trái, chuyển động phải, chuyển động sang trái này, chuyển động sang phải này, chuyển động sang trái rồi lại quay về sang trái để chuyển động lại, nhưng có thể là chuyển động sang trái rồi lại bật ngược trở lại, đấy, chuyển động lên trên xuống dưới chuyển chuyện gì đấy theo góc rồi chuyển động bất kỳ, được chưa? Rồi còn bạn nào hỏi còn vấn đề gì chưa hiểu không? Có hình dung ra chưa? Vậy thì bây giờ hỏi tóm lại là nó còn những ứng dụng nào có hình dung ra cái dạng đề không? Về dạng đề còn hình dung ra không? Thế mở lại hôm trước xem còn trong nó hỏi xem lại xem là có những vấn đề gì không hiểu không nào? Dạng đề như vậy nhưng bây giờ nó có nhiều cái form đề lắm. Cái form đề hôm trước tôi hướng dẫn rồi đấy, tôi đã đưa cho cả lớp rồi đấy. Thì xem là trong những cái form đấy có những form nào không hiểu không? Giờ chỉ có mỗi cái chia điểm trong đề ạ. À, chia điểm trong đề thì chắc là cũng không có gì cả, thì các bạn tôi sẽ chia theo đây để tôi mở lại tôi sẽ nói qua là một chút. Chia điểm trong đề thì tôi lấy ví dụ là các bạn nào là cái phần tôi lấy ví dụ câu số 1 đi là 1,5 điểm thì các bạn đã tạo được bảng dữ liệu, tạo được cơ sở dữ liệu thì các bạn chắc là 0,25 điểm hoặc 0,5 điểm tùy. Đấy thì sau đó tạo bảng thì được 0,5 điểm nữa, nhập dữ liệu được 0,5 điểm nữa. Thế như vậy là các bạn được 1 điểm 5 1,5 điểm. Như bạn tạo được cơ sở dữ liệu này, bạn tạo được bảng thì các bạn đã được 1 điểm rồi. Như bạn tạo được cơ sở nhập dữ liệu cho bảng là 0,5 điểm. Như vậy là gì đấy, cái form điểm của cái bài 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 cơ sở dữ liệu là 1,5 điểm như vậy. Đấy. Tôi tạo dự án thì gì đấy? Tạo dự án thì bài nào sẽ có câu tạo dự án đúng không? Thế tạo dự án được 0,25. Tạo ra gói được 0,25, cái đấy có mấy cái lách là xong đúng không? Thế như vậy được 0,5 về tạo gói. Được chưa? Tạo lớp thì bạn thấy là gì, thực ra tạo lớp thì nó tùy vào đề. Ví dụ lớp mà chỉ cho mỗi một cái lớp không. Chứ là chỉ có một trong đề chỉ có một lớp ấy, ví dụ lớp học viên ấy, chứ không nói lớp xử lý nhá. Đấy, chỉ có một cái lớp chủ thôi ấy. Yeah, thì ví dụ lớp học viên hoặc là lớp gì đấy, lớp sinh viên hay lớp student hay hoặc là lớp gì đấy, hoặc là lớp cán bộ vân vân gì đó đúng không, thì lúc đó bạn chỉ đấy thì ví dụ là tạo ra cái lớp đó thì ví dụ tạo ra thuộc tính bạn sinh ra các thuộc tính thì các bạn được 0,5 điểm, bạn tạo ra các phương thức get set thì bạn được 0,5 điểm nữa, bạn tạo ra một cái phương thức xử lý ví dụ người ta bảo là gì đấy xếp loại hoặc là gì đấy về hưu hay gì đó đúng không thì bạn được 0,5 điểm.
Đấy thì người ta sẽ chia nhỏ cái phần đó ra. Thì ví dụ là cái phần về tạo lớp thì thường sẽ được 1,1,5 điểm. Đấy. Thế còn nếu như mà người ta lại có lớp con và lớp cha nữa thì nó chỉ nằm trong khoảng 1 năm 1 điểm hoặc là 2 điểm thôi. Thì lớp cha là đấy thì được 1 điểm, còn lớp con thì được gì đấy, được lớp cha, ví dụ lớp cha đơn giản thì lớp cha chẳng có cái gì cả, nó chỉ là sinh không thì nó cho, họ cho 0,5 điểm, được chưa? Còn lớp con sẽ được 1 điểm, hoặc là lớp cha một 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 điểm, hoặc là lớp con sẽ gì đấy 1,5 điểm, thì tùy vào cái trọng số, tùy vào cái gì trọng số, tùy vào cái thuộc tính nữa, được chưa? Đấy. Đấy thì ví dụ là tạo lớp thì các bạn được 1,5 điểm, nói chung là được 1,5 điểm hoặc là được 2 điểm. Đấy. Còn phần xử lý thì nó cũng tùy vào. Đấy, ví dụ phần xử lý mà các bạn gì đấy về phần ví dụ phần kết nối, bạn viết được phương thức kết nối thì tôi cho các bạn khoảng 1 điểm. Đấy, bạn viết được cái phương thức để mà lấy được dữ liệu thì 1 điểm nữa. Đấy, bạn viết được phương thức gì đấy insert thì 1 điểm, hoặc viết được insert delete hoặc update thì mỗi cái phương thức đấy thì thường là được 1 điểm. Đấy chưa? Đấy ví dụ là gì? Cái phần ví dụ cái lớp xử lý của bạn thì đấy sẽ có ví dụ bạn sẽ cái form của bạn sẽ phải làm sao? Tôi lấy ví dụ đề bạn bóc phải cái đề là gì? Cái form của bạn sẽ là gì đây? Là thêm, tìm kiếm và thêm. Đúng không? Tức là thêm xong thì phải hiển thị lên trên lưới, thì nghĩa là bài đấy sẽ là kết hợp giữa hai action là thêm và tìm kiếm, được chưa? Như vậy bạn sẽ phải viết được 3 phương thức, là phương thức gì đấy? Phương thức tìm kiếm, được chưa? Phương thức collect, phương thức tìm kiếm và phương thức gì đấy? Insert. Đấy như vậy mỗi cái phương thức đấy là gì đấy? Là các bạn được 1 điểm. Đấy thì bạn dùng tôi như vậy. Nhưng bạn đừng chép code thì bạn đừng đừng nào các bạn nào nộ đến lúc là gì đấy. Như bạn hôm trước là rất nhiều bạn là gì đây? Lúc show hình nên là gì đây, là người ta bảo là người ta, trong đề thi người ta có phần delete đâu mà có cả code của phần delete đâu đó. Có nghĩa là nộ là gì đấy, mình đi chép code. Được chưa? Chắc chắn là gì đấy, giáo viên mà đã nhìn thấy cái câu ví dụ đề chỉ có mỗi câu là gì đấy, là kết nối hiển thị tất tần tật. Hiển thị tất đúng không? Và gì đấy tìm và thêm. Đấy thì nghĩa là gì, trong cái code của bạn, trong cái lớp xử lý của bạn chỉ có 3 cái phương thức đó thôi. Đấy, như bạn nào lại có thêm một cái update hoặc bạn nào có thêm một cái nít nữa là gì đấy, tự mình nếu mà khi bạn mở code ra mà giáo viên nhìn thấy cái đó thì chắc chắn là gì, vì các bạn được dùng quyền dùng code thì giáo viên không thể bắt, không thể đánh, gọi là không thể làm, gọi là mà vì các bạn được dùng cho nên bạn copy bạn chả sao, nhưng mà nếu bạn là copy như vậy nghĩa là gì, trong cái ý nghĩa của giáo viên là bạn đã ở một phần nào đó là bạn đã không hiểu rồi, và chắc chắn là cái điểm các bạn sẽ bị trừ một cái điểm nào đó đi nhá. Thì tôi nói luôn như vậy nó sẽ bị gọi là gây một cái gọi là gì, gây một cái ác cảm cho giáo viên rồi, được chưa? Nhá, thì chú ý như vậy, đừng để như vậy. Thì nghĩa là gì, trong cái đề của mình nó gồm cái gì thì mình chỉ có cái đó thôi đấy, chứ không phải là cứ cái gì mở được là copy hết vào là không ổn đâu, được chưa? Nhá, thì chú ý như vậy. Đấy, còn đến phần giao diện thì đấy là các bạn đã được 3 điểm cái phần xử lý rồi. Đấy, sau đấy cái phần xử lý về phần giao diện thì thường giao diện sẽ được 1 điểm. Được chưa? Đấy, còn nếu như bạn vào ứng dụng console thì cái phần gì? Phần phần nhập liệu vân vân đấy, mà nó có cái một cái là nhập liệu trên form. Đấy thì bạn được 1 điểm. Còn nếu như bạn vào ứng dụng console thì cái việc nhập liệu của các bạn là gì đấy, không phải trên form nữa mà bằng các câu lệnh gì đấy scanner, thì cái phần đấy cũng tương ứng với 1 điểm. Đấy. Rồi cái phần mà viết các sự kiện, nếu như ứng dụng console thì bạn phải viết được cái sự kiện, ví dụ là bạn phải đưa được cái dữ liệu lên trên lưới. Được chưa? Rồi bạn gì đấy, bạn phải đưa được, bạn phải gọi được cái phương thức insert. Đấy thì mỗi cái đó người ta chia ra cho các bạn. Một phần ví dụ là bạn phải hiển thị được, người ta cho các bạn 1 điểm. Rồi bạn gì đấy, new được cơ sở dữ liệu, người ta cho các bạn 1 điểm. Thì nó rơi vào khoảng 2 điểm. Đấy và gì đấy, 1 điểm thiết kế nữa. Đấy và họ để nửa điểm để cho các bạn gì đấy xử lý những cái gọi là bẫy lỗi vân vân gì đó. Đấy chứ không hề đơn giản. Được chưa? Các bạn chắc chắn là không, bạn chạy hết thì chắc bạn được điểm 10. Được chưa? Hoặc điểm 9 đâu. Mà ví dụ người ta sẽ để một cái ý là gì đấy để bẫy lỗi. Ví dụ như số mà bạn nhập vào là bạn ví dụ như là bạn ở trên form mà bạn nhập vào là chữ chẳng hạn như vậy, mà bạn chọn nút thêm chắc chắn máy sẽ báo lỗi ngay đấy, thì cái phần đó để cho các bạn nào mà muốn điểm 9 điểm 10 nhá, thì tôi nói luôn như vậy thì nó sẽ có khoảng nửa điểm hoặc đến 0,75 điểm là để cho các bạn gì đấy xử lý cái gọi là bẫy lỗi dữ liệu, được chưa? Đấy. Chứ không phải là chạy hết thì là em chạy hết rồi là sao thầy không cho em 10 điểm, được chưa? Không được điểm 10 đâu. Đấy chưa? Thì hôm bài thi hôm trước là dù sao tôi cũng gọi là chấm, gọi là vì online thì tôi cũng chấm gọi là động viên các bạn, thì tôi vẫn cho các bạn được điểm 10 đúng không? Thế nhưng mà đến được vì nhiều bạn chưa bấy nỗi đâu, nhưng tôi vẫn cho các bạn điểm 10. Thế coi như tôi làm tròn. Đấy, nhưng đến bài thi cuối kỳ này thì không được làm tròn. Như 9,5 là 9,5, 8,5 là 8,5. Được chưa? Thế cho nên là không thể làm tròn đến 10 được, hoặc là không thể làm tròn đang là 8,5 để không thể làm tròn đến 9 được. Đấy. Đấy thì tôi lấy ví dụ như vậy để các bạn hình dung ra. Đấy thì nó sẽ có khoảng 0,5 hoặc 0,75 điểm là cho phần xử lý. Ví dụ như cái form của các bạn là gì đấy, có một cái trường là trường gì đấy, trường nhập vào điểm chẳng hạn như vậy, mà điểm mà bạn nhập vào chữ thì chắc chắn là không được. Được chưa? Máy trong chạy ngay. Nếu bạn nhập vào số là máy của bạn chạy ngay, nhưng nếu bạn nhập vào chữ là không được. Đấy thì nó liên quan đến phần bẫy lỗi, phần try catch.
Được chưa? Như vậy là hình dung ra cái form điểm chưa? Được chưa cả lớp? Về form điểm được chưa cả lớp? Thì cũng rất tường minh thôi, các bạn cứ làm ý nào các bạn điểm được ý đó. Đấy chưa? Thì cố gắng như vậy. Nhưng vì thi code cho nên là thế còn cố gắng là cứ chạy hết thì đương nhiên là sẽ được điểm B hoặc là điểm A. Nhưng còn không chạy được thì lấy giáo viên mới xem code thôi. Đấy chưa? Đang là hỏi code. Rồi các bạn là hỏi nữa không? Nếu mình các bạn hỏi nữa không? Đề thi thì min là sẽ min sẽ là 60 phút còn max sẽ là 75 phút. Đấy, tôi sẽ đang cân nhắc trong trong hai cái khung đó. Bởi vì nếu không cân nhắc kỹ là gì các bạn sẽ là mưa điểm 10 là chết ngay. Yeah, ví dụ là cho 75 phút mà chỉ ngồi có sửa code không thì chắc là không khi nhiều bạn là 3 phút các bạn đã sửa xong rồi. Đấy lại mưa điểm 10. Đấy, mưa điểm 10 là không ổn. Yeah. Thế để có cho 75 phút Mưa là điểm cũng 1 nó không ổn đúng không? Tức là mưa dưới trung bình nó không ổn mà mưa điểm cao quá không được. Tức là đề làm sao bây giờ chúng ta rất là đề rất là khó làm sao để được ra được cái phổ điểm. Yeah. em thấy thầy mô tả đề với khá là khó nên em nghĩ là 75 phút là hợp lý thầy ạ. Sao em? Em nghĩ là 75 phút là hợp lý thầy ạ. Phần phần gì em? Đấy, đề thi ạ. Làm 75 phút là hợp lý ạ. 75 phút đó hay là 6 năm 60 phút? 75 phút là hợp lý thầy 75 ạ. phút. 75 phút thì sẽ nhiều hơn thì thôi, còn 60 phút thì sẽ đề ngắn hơn. Kiểu gì thì vấn đề là cũng khống chế ở trong cái khoảng Thế thời em gian nghĩ đấy mà 60 phút mắc là hợp lý nhất rồi thầy ạ. mắc là 60 còn min là 7 à, mắc là 75 còn min là 60. Rồi về phần như bài này về đề này về các thứ vân vân dạng đề các thứ là ok chưa? Rồi còn vấn đề là cứ mở cái workshop của tôi là làm hết cái workshop đó cho tôi là gì tôi nghĩ là sẽ làm được. Và để ý tôi một cái số cái phần về ghét xét ấy thôi là tôi nghĩ là không có gì phải đo cả. Tôi nghĩ là không làm được. Điểm B và điểm C tôi nghĩ là quá đơn giản. Không hề khó. Vì tôi khi khi tôi ra parallel điểm thì tôi cũng đã cố gắng để cho các bạn là gì đấy DC rồi. Không không tôi nghĩ là không không khó được DC. Còn vấn đề là bây giờ là cao hay điểm A, A cộng tôi 9 đến 10 thôi. Nhưng mới là vấn đề cần phải, phải thực sự phải học. Thế còn tôi nghĩ học thực sự luôn đấy. Thế còn tôi nghĩ là điểm B thì tôi nghĩ là không khó lắm. Được chưa? Bạn cứ tuân thủ những cái gì mà tôi hướng dẫn trên lớp thì tôi nghĩ là để điểm B không khó. Đấy, đừng copy mà mở nên xem lại những bài tôi hướng dẫn chứ đừng copy ở trên mạng xuống vì đề mở mà nhưng mà nhiều bạn là copy trên mạng xuống cùng lúc giáo viên hỏi chả biết là cái đấy là cái gì thì không ổn. Được chưa? Thì, nói tóm lại thì mình viết cái gì ra thì mình phải hiểu. Vì giáo viên sẽ hỏi thì lúc đó mình sẽ biết để mình trả lời. Được chưa? Còn nếu như giáo viên mà họ không hỏi thì hỏi mà lại không trả lời được thì lại lúc đấy lại thành không ổn. Thế còn trong trường hợp thì nó có hai hình thức, một là tôi sẽ hỏi luôn giống như hôm trước tôi nói với các bạn ấy, hai là gì các bạn sẽ ngồi ở phòng chờ sau đó thì tôi sẽ mở cái bài của các bạn lên tôi chấm chấm rồi đọc điểm đấy. Đấy thì tôi đang phân vân hai hình thức đó, tôi sẽ đến hôm thi thì sẽ quyết định cụ thể. Dạ. Thì vấn đề là sao cho nó hợp lý thôi, là sao. Thế còn cái quy định chung của nhà trường thì vẫn phải tuân thủ theo đúng như vậy. Dạ. Được rồi, lớp mình còn vấn đề gì nữa không? Thế một phòng thi thì khoảng bao nhiêu người ạ? Em xem ở trên 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 họ phân rồi thì em, còn nhà trường phân rồi đây. Thì khoảng khoảng tầm khoảng 40 bạn. Đấy. Vâng ạ. 40, 30, 40 gì đấy thôi. 40 bạn thì 4 nhân với 3 là bằng bao nhiêu đấy đúng không?
Thế thì khoảng 40 bạn, 40 bạn thì tôi phải ra được 40 đề.